Tự nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 năm qua ở Việt Nam, số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tăng 211%. Có thể nói là con số đáng lo ngại và nằm trong top đầu của thế giới. Không chỉ vậy, căn bệnh này còn dần được trẻ hóa bằng chứng là tỷ lệ mắc bệnh ở những người trẻ tuổi hơn cũng dần tăng cao. Dân gian xưa đã truyền lại cho chúng ta nhiều cách chữa bệnh giúp cải thiện bệnh rất tốt mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Dùng lá dâu tằm chữa bệnh tiểu đường cũng là một trong nhiều cách mang lại hiệu quả chữa bệnh rất tốt, cho đến nay vẫn được nhiều người sử dụng. Vậy tại sao lá dâu tằm lại có thể chữa bệnh và cách dùng nó như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? Để biết được câu trả lời trên, sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi qua đoạn video của ngày hôm nay nhé. Lá dâu được thu vào cuối mùa thu, khi sương sớm rơi nặng trĩu trên cánh lá là tốt nhất. Ăn như tằm ăn dỗi, lá dâu là món ăn quen thuộc và duy nhất cho nghề nuôi tằm lấy tơ dệt vải ngày xưa. Hiện nay thì tại các làng nghề cổ truyền ở ngoài Bắc, nổi tiếng là làng lụa Hà Đông, nghề hái dâu nuôi tằm vẫn được duy trì và phát triển để đáp ứng cho thị trường những thước vải mềm mại và chất lượng. Đi xa hơn về lịch sử, nhờ nghề nuôi tằm lấy tơ dệt vải mới có con đường tơ lụa, mở ra ở những dấu mốc lịch sử quan trọng trong giao thương xuyên lục địa Đông Tây. Ngoài dùng nuôi tằm dệt vải, lá dâu, quả dâu cũng được biết đến với những đóng góp tuyệt vời của nó trong y học. Nhất là các căn bệnh có liên quan đến mắt, máu huyết và giúp giải nhiệt, giải độc cho cơ thể. Vậy đối với bệnh nhân tiểu đường, dùng lá dâu điều trị tiểu đường sẽ giúp ngăn chặn các căn bệnh như thế nào? Lá dâu, quả dâu được dùng làm dược liệu trong đông y, giúp ổn định đường huyết. Lá dâu tằm được ví như thần dược mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Chúng có các tên gọi khác nhau, ví dụ như là cây tầm tang, cây dâu cang hay là cây mạch môn. Lá dâu tằm thì là một loại thảo dược có chứa rất nhiều các thành phần quan trọng tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng tốt đối với mắt và cải thiện bệnh tiểu đường. Mặc dù vậy nhưng không phải ai cũng có thể biết đến công dụng của nó đối với việc chữa bệnh. Thành phần trong lá dâu, quả dâu có tác dụng tuyệt vời đối với vùng mắt, bảo vệ an toàn cho mắt của bệnh nhân tiểu đường đang gặp các vấn đề về thị lực hoặc là để ngăn chặn các biến chứng võng mạc do đường huyết không ổn định. Trong các cuốn sách cổ đông y ghi lại, lá dâu có vị ngọt đắng, tính hàn, có tác dụng bổ phổi và thanh lọc gan rất tốt. Dâu tằm có chứa các axit hữu cơ, nhiều vitamin C, caroten, pentin, chất xơ, đường ngược hay là nhựa. Ngoài ra còn chứa resveratrol, có tác dụng chống oxy hóa các tế bào, ngăn ngừa căn bệnh như là ung thư, tim mạch, giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Đồng thời lá dâu có tác dụng giải nhiệt, trừ phong, thanh lọc phổi, điều hòa gan, làm sạch gan, sáng mắt, lọc máu, cầm huyết, bổ mắt, nhức đầu hay là mắt đỏ mờ. Đặc biệt, các thành phần resveratrol có trong lá dâu tằm sẽ giúp các bạn có thể chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ổn định mỡ máu, từ đó có thể cải thiện bệnh tiểu đường và ngăn chặn các biến chứng của bệnh tốt hơn. Đối với bệnh nhân tiểu đường, các thành phần trong lá dâu có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu đường của ruột và cho phép hấp thu chậm hơn vào máu, loại bỏ tự nhiên đường dư thừa trong máu. Nhờ đó mà có tác dụng ổn định đường huyết, giảm cholesterol, ổn định huyết áp, nhịp tim, biến chứng về mắt. Vậy dùng các bài thuốc từ lá dâu chữa bệnh tiểu đường như thế nào là hiệu quả? Có khó áp dụng không? Các bài thuốc từ lá dâu giúp ổn định đường huyết và ngăn chặn các biến chứng mắt do tiểu đường. Các cách sau đây sẽ giúp bạn thư giãn với bài thuốc từ lá dâu tại nhà nhé. Bài thuốc số 1, giúp thư giãn vùng mắt bằng lá dâu tươi. Bạn dùng lá dâu tươi rửa sạch, đắp lên vùng mắt đang bị mệt mỏi, sau đó nằm thư giãn khoảng từ 10 tới 15 phút sẽ giúp cho mắt được phục hồi và sáng mắt hơn. Bài thuốc số 2 là tăng cường thị lực và làm đẹp da bằng lá dâu. Lá dâu tươi rửa sạch cho vào nồi hấp, sau đó thì đắp lên vùng mắt và da mặt. Cách làm này rất tốt cho bệnh nhân yếu thị lực.
lâu ngày sẽ giúp tăng cường thị lực và làm đẹp da hơn nữa. Bài thuốc số 2 là phòng tránh các bệnh về mắt bằng dâu luộc. Lấy khoảng 15-20g lá dâu tươi, rửa sạch, cho vào nồi nước sôi luộc như luộc rau. Sau đó thì vớt bỏ cái và để nước nguội. Cho thêm chút muối rồi dùng khăn sạch thấm nước và đắp lên vùng mặt. Cách làm này sẽ giúp đôi mắt đỡ mệt mỏi và phòng tránh được các căn bệnh về mắt do lây nhiễm, vi khuẩn như là đau mắt đỏ hay là ngứa mắt. Bạn thực hiện từ 2-3 ngày sẽ thấy kết quả, có thể làm nhiều lần trong ngày. Bài thuốc số 4 là lấy nước dâu giúp ổn định đường huyết và huyết áp. Bệnh nhân tiểu đường có thể uống nước dâu hãm như là trà. Thường xuyên thì sẽ giúp ổn định đường huyết, huyết áp và nhịp tim hiệu quả, giảm cholesterol xấu. Bài thuốc số 5 là kết hợp lá dâu với các thảo dược khác. Lá dâu 100g, lá đậu ván 100g, lá sen tươi 100g, tất cả đem rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, thêm chút muối vào uống. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tán phong, thích hợp cho những người âm hư hỏa nhiệt, mệt mỏi, say nắng. Các bài thuốc từ lá dâu trên đây, bất cứ ai cũng có thể áp dụng được để phòng ngừa bệnh. Bệnh nhân tiểu đường chăm chỉ áp dụng các bài thuốc lá dâu chữa bệnh tiểu đường, hỗ trợ ổn định đường huyết, huyết áp và ngăn chặn biến chứng. Đồng thời, người bệnh phải luôn duy trì một chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, tập thể dục thể thao điều độ hàng ngày. Như vậy, căn bệnh mới kiểm soát tốt nhất. Kết luận, sử dụng lá dâu chữa bệnh tiểu đường là một cách điều trị dân gian an toàn, được nhiều thầy thuốc tin dùng. Bạn có thể áp dụng tại nhà. Ngoài việc dùng lá dâu tằm chữa bệnh tiểu đường theo cách này, thì các bạn cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để có thể cải thiện bệnh được tốt hơn. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm lợi ích từ cây dâu tằm trắng giúp ổn định đường huyết nhanh chóng và không có tác dụng phụ. Những lưu ý khi mà sử dụng lá dâu tằm. Phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú thì không nên sử dụng các bài thuốc trên. Hay là trẻ em dưới 8 tuổi cũng không được sử dụng các bài thuốc này. Khi sử dụng các bài thuốc trên thì bạn phải uống nhiều nước, không nên lạm dụng hoặc sử dụng quá liều lượng cho phép. Những người bị cơ thể suy yếu, ho không đờm, ho do hàn, không nóng sốt thì không nên sử dụng các bài thuốc trên. Dấu hiệu người bị tiểu đường có thể đột quỵ do nắng nóng. Vào mùa hè nắng nóng thì những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như là đột quỵ, hạ huyết áp, hạ đường huyết hay là ngộ độc cetone acid. Theo đó thì các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần lưu ý và những người thân cũng cần có sự quan tâm nhiều hơn đối với những bệnh nhân này. Khi có dấu hiệu ra mồ hôi nhiều, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt có thể là những biểu hiện cảnh báo đột quỵ nhiệt, cần nhanh chóng xử lý bằng cách cho uống nước mát. Nếu không thấy đỡ thì ngay lập tức phải đưa đến bệnh viện. Khi nhiệt độ thời tiết tăng lên khoảng 33 độ C, cơ thể bị đổ mồ hôi ngay cả khi không vận động, thì cần chú ý uống bổ sung đủ nước cần thiết. Không nên uống cùng một lúc quá nhiều nước hay uống nước đá quá lạnh. Thường xuyên kiểm tra chỉ số lượng đường trong máu, bởi dễ có nguy cơ hạ đường huyết đột ngột. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi, các triệu chứng hạ đường huyết thường không rõ rệt, nên càng cần phải chú ý đến việc quan sát các chỉ số đường huyết bằng cách đo thường xuyên, chú ý bổ sung thức ăn nhẹ giữa các bữa ăn và nên ăn các bữa phụ trước khi đi ngủ. Một nguy cơ nguy hiểm của bệnh đái tháo đường khi mà thời tiết nắng nóng là ngộ độc cetone acid dẫn tới hôn mê. Đây là trạng thái biến chứng phổ biến và nguy hiểm nhất, nếu không kịp thời xử lý sẽ thường dẫn tới tử vong. Ví dụ khi có dấu hiệu ra mồ hôi nhiều, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt có thể là biểu hiện cảnh báo đột quỵ nhiệt, cần nhanh chóng xử lý bằng cách cho uống nước mát. Nếu không thấy đỡ thì ngay lập tức đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Một số biểu hiện nhiễm độc cetone acid bao gồm tiểu nhiều, khát nước và muốn uống nhiều nước kèm theo mệt mỏi. Khi nặng hơn thì sẽ có các triệu chứng như là chán ăn, buồn nôn, ói mửa, nhức đầu, cáu gắt, thờ ơ, lơ đãng và các triệu chứng khác. Khi nghi ngờ bệnh nhân đang rơi vào trạng thái ngộ độc cetone acid, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức. Ngoài ra, để hạn chế những nguy hại do thời tiết nắng nóng gây ra, người bệnh đái tháo đường thì nên hạn chế ra ngoài nắng, nhất là vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 3 giờ chiều. Vì người bệnh thường rất nhạy cảm khi mà tiếp xúc với ánh nắng, sẽ bị dị ứng gây yếu da và làm tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Nếu bắt buộc phải ra ngoài trong thời gian này, bạn nên che chắn cơ thể, không để da tiếp xúc với ánh nắng mạnh.
và cũng do thời tiết nóng ẩm nên bệnh nhân rất dễ bị nhiễm khuẩn mắt. Hơn nữa, khi mắc các bệnh này sẽ khiến cho các mạch máu nhỏ nuôi dưỡng võng mạc suy yếu, dần dần sẽ làm bệnh nhân dẫn tới nhìn mờ, thậm chí là mù lòa nếu mắc phải các bệnh đái tháo đường nặng. Do vậy mà người bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên kiểm tra mắt, khoảng 3 tháng một lần hoặc là khi thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở mắt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây tạm thời khép lại. Hy vọng đoạn video trên đã giúp người bệnh tiểu đường hiểu rõ về bệnh của mình cũng như chú ý đến thực phẩm phù hợp trong khẩu phần ăn mỗi ngày để kiểm soát đường huyết tốt hơn, hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị bệnh tiểu đường và cách chọn lựa thực phẩm phù hợp cũng giúp bạn kiểm soát tốt căn bệnh và giảm được nguy cơ các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh gây nên. Cảm ơn quý vị đã xem video, chúc quý vị sức khỏe và luôn an vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!